tại nhiều khách quá đây, anh đi nhiều quá. Mưa đây to hơn thôi. Ở đây lắm cá, cá này lắm, cá cảnh. Chúng ta đã bị lạc đoan. Sau một vài bộ ảnh thì chúng ta đã bị lạc đoan. Không biết đoan của chúng ta đã đi đâu hết. Trời bắt đầu mưa dày hạt. Hả? Đi mua trứng nguyên mà đố đá. Trời ní à đi thuyết. Sao thuyết? Mưa ri. Đúng ra đấy. Giải thích ảo đi. Bên kia đi cái kia kiểu đấy nó chả đang có. Đúng ra đấy. Lúc đấy là vẫn còn rung. Tối hình giờ 8 hết rồi. Bước em. Xài bước đi. Dài đã ướt. Ướt dài à? Ừ, chạy nhau đi. Nước ướt đã ướt dài. Đi ra ngoài nó không cho đi lộn, nó bắt đi phải đi ra đường. Đấy là khác đi đây về, đúng không? Đây, chúng ta đã gặp Đoan. À, chào Trần Kim Hoàng. Sáng hay làm chơi bạn ơi. Đi đi chơi trả góp bạn ơi.